tempe na ito. Bela pula. Dan ada di kala kupik tu ni mana. Nampak dia ke ot pula. Tay này thì cũng nổ tay, nhưng mà vậy thân thì ổn, thân ổn, thân thì ổn. Đây, bên này, ui, này của anh Kiện à? 3 triệu anh? Bao tiền? Vừa báo vừa mua. 13 à? Chất liệu gì đây? Con này là chở về quê đúng không? Không đẹp luôn, không phải chê. Cũng quê thôi nhỉ? Con này là đem hơn con trước, cứ để nó xuống. Con này có quả, con này liệu có quả không nhỉ? Con này cũng phải dòng có quả không nhỉ? Không đúng không? Có, vừa rồi quả phải từ đấy cất. Thế à? Vẫn cành, phải không anh? Cũng giật ác phết chứ đùa. Ra về bệ thì ổn rồi, nhưng mà tay rộng tí nữa thì tốt. Nhưng mà giật cục kịch phết rồi. Con này mang về trên quê chú. Bệ dính rồi nhỉ. Con này đẹp hơn con trước. Đầm hơn. Đầm hơn. Nhưng mà nó rộng tí nữa thì tốt nhỉ. Cửa được những hàng này bây giờ cũng ít đấy. Giật tiếc, giật đâu mà không thích chú. Giật tiếc ác phết. Giật từ tí rồi. Em xem cái mặt sau đấy. Mặt sau còn đẹp hơn. Bệ nó dính hết rồi nhỉ. Đẹp đấy. Này về bóc bớt đi tí nhỉ. Mà nó cũng sạch rồi, chặt rồi. Ừ. Nhìn răm này cứ tưởng, nhìn cái bóng bóng núp là cứ tưởng liền. Nhìn dính hết, bao nhiêu năm tháng nhỉ? Dính. Thằng cho số của anh Nguyên này. Nguyên đi, Nguyên ở trong anh Nguyên đi, Nguyên ở trên Đông Đoan đi. Nguyên tuần phải to. Nguyên đi. Nguyên Kinh Nậu. Đang ở trên Đông Đoan. Phan Văn Đoan. Con này mang về được cái chú Kiện. Quay kỹ thì bảo anh em nó xem, nó khi lại thích là alo anh sớm, không em lại đến lượt em. Nhưng mà cứ phải chuẩn bị, dạo này cứ phải chuẩn bị vốn khổ đấy. Dạo này lom giòn lắm anh, dạo này ra chợ lom giòn lắm. Trước chú hỏi anh ấy bảo ngay. Vâng, bảo là nếu còn thì em ấy không, như vậy nó không có duyên. Cơ bản mình đang khó khăn. Cái cây nào em sở thích? Con này chú lên mang về. Ngày xưa là nhiều tiền lắm, vừa nhiều tiền. Vâng. Thế này nó chảy như hết. Dặn ngay. Và vài ngày. Con này lên chậu nó đâu cũng thấp thôi, đúng không có cao đâu. Cũng cao thấp bằng con của em ở nhà thôi. Này. Con này thấp hơn con nhỉ? Thấp hơn. Nhẹ hơn. Cũng chẳng nhẹ hơn đâu. À con này thì nặng nhưng mà chưa có an. Này. Chưa có an.
Đấy được, anh ở nhà anh gọi cái bể mét 1, mét 7 đấy thì anh chuyển lên thôi. Vâng. Em phải đi gom, nếu gom được tiền thì dám alo anh. Gì, chú ưng cái một vài hôm kia anh được. Vâng. Em cứ đăng này thôi, anh em mà thích là alo anh thì nếu mà có duyên thì nó bay trước, không thì lại còn đến lượt em. Chú đăng con kia cũng nhiều người gọi nhưng tổng hợp phải rồi. Con trước nó điền nhưng nhiều người thích, nó sạch rồi, sạch có bông có tán hết rồi. Trước con trước để chân nó xấu, chân xấu, nó như là hàng đất lên ấy, nhưng mà được cái làm nó lại, người ta làm nó lại sạch sạch rồi đó, để nhìn được. Gấp 10 lên được 15 thôi. Này thì chậu rồi. Con này là con xanh quê gai này. Đó, dòng xanh gai. Xanh gai này. Ra mình nhận ra. Con này là con dòng xanh gai này. Là răm cứng. Quả nhiều quả. Cũng có tiền, cũng là để con này nhà. Quả. Ngoài trường hất bỏ cả ngoài. Nhưng mà trường là 50 năm rồi. 10 năm thôi. Bao nhiêu anh em ủng hộ người ta không trên 5 đến không để. Em muốn chui vào chỗ này xem như nào. Hất bỏ ra ngoài. Nó có trường đến 5 không ủng hộ. Cái việc bố bẩn cặp vào. Anh cùng năm rác được bán một trong những ngày ok xong con này có không gian thì chơi cũng được, tất nhiên nó giá trị của nó thì cũng khó nói lắm, nhưng mà để chơi ở quê ấy, và nhà có nhà có không gian to thì chơi nó hoành tráng sướng. Hoành tráng sướng có tủ đôi tùng quá nào, đôi tùng. Về sớm nhé. Cái này. Đi về sớm nhé. Đến nặng. Nhưng mà sao lại về sớm nhé? Cái đấy bao tiền thì người ta còn biết. Bán cho khách rồi. À bán rồi à? Cái này cơ. Bán cho khách rồi còn cái kia cơ. Được phết nhỉ. Bạn có mũ. Chở ra đâu đây? Chở cái mũ. À mũ à? Mũ chở cho nhà ông nào đấy? Chả biết được phết được đây. Thế còn cây này bao tiền thì người ta còn biết nào? 3 triệu, 2. Ừ, rồi rồi. Còn cây kia cơ. Biết rồi, biết rồi, biết rồi. Cây này thì đi có chủ rồi. Đừng là đây, 3 đồng 2, cả cây cả đá đây. Mà nặng lắm. Khô rồi, xanh quê. Đấy, nhưng hôm nay thì tất nhiên cây nó không có cây nào xuất sắc đâu, nhưng mà nó ưa nhìn là cũng thi thoảng có. Những cây này thì được cái tuổi già trắng thân, nhưng các cụ chơi cây này thì vui. Thực tế nó không xấu, nhưng mà cái gu bây giờ người ta không thích nhiều đâu. Vẫn có những cái đối tượng khách hàng thích. Nhưng mà cây này là làm thì cái cốt nó già, cái bệ thì chỗ này tạo ổn. Đá đấy thì chắc đập đi làm lại, nếu mà muốn kỳ công không có cái thế này về mà chơi đâu. Còn tay cành thì nó lâu, tay cành cái này lâu. Tay cành nó khó làm, lâu, sinh quê. Và nó yếu, con đá này nó yếu. Muốn vực dậy thì bóc ra hoặc là trồng nó sẩm lên. Cái bệ thì cũng già rồi, không bao giờ sợ nó trẻ đi. Đấy, cây bốn hà 3 triệu mấy, 3 triệu 2, 3 triệu mấy. Một loạt cây mini hay phết này, tùng lá hán. Chả biết cùng nào. Đấy, cây nhìn này nó hoành tráng phết. Thì em cứ nhắc lên cái em ra chợ trưa, các bác kia ở trong kia hết rồi. Đấy, những cái xi đi. Đấy, cây xi nó không quá nhiều tiền nhưng mà nó được. Được, chơi vui. Trời ngoài quá, trời ngoài Bắc. Bên trong có nhưng mà quê
bác nhìn cái chợ mài này. Cái này sống rất khỏe luôn, rất dễ sống, thân mềm dễ uốn và có hoa có quả chùm tròi mòi. Tròi mòi bắc quái nhỉ, quái ghê đấy nhỉ. Đang có hoa nhiều. Con này với ông nào biết thì mình chơi. Bao tiền đấy bác Hùng? Con này bao tiền? Ở đây cũng phải số này 4 triệu đấy. Trời mỏi quái. Đấy, cái hoa nó thích sâu, quả nó cũng chùm như thế kia luôn. Chùm lúc xanh thì nó màu xanh chín nó tím. Nó tím và ăn ngọt, xanh chua lắm. Lá nó thì rất là mướt, nó như giống cái lá táo. Giống lá táo. Đấy, và tốt thì cây tốt thì lá nó to thế kia thôi. Chứ lá thực tế nó cần nó không to như này đâu. Đấy, lá nó rất là mướt như là bút ngọc.